Hey, xin chào các bạn, mình là Huy đây. Thì trước khi video này bắt đầu á, thì các bạn mình muốn các bạn hãy ghé qua một tựa game này, đó chính là Summoner Knight Dragon Blade, là một tựa game cày cấp đa dạng với góc nhìn thứ hai. Mở đầu game bạn sẽ được chọn một trong ba nhân vật, đó chính là Warrior, Knight và Dark Shadow. Các bạn có thể tự do lựa chọn nhân vật phù hợp với mình nhất, và khi vào game các bạn sẽ được hướng dẫn một cách tận tình. Đó, gói đồ họa đẹp mắt và rất là nhiều những nhiệm vụ đánh quái. Bạn có thể nâng cấp giáp và vũ khí, bạn cũng có thể nâng cấp cả thuốc cửa của mình nữa đó. Mỗi nhân vật đều có 4 chiêu khước khác nhau, và bạn cũng có thể nâng cấp chúng để trở nên mạnh hơn. Nghe có hay không? Ngoài ra còn rất là nhiều event đang chờ các bạn nữa đó. Các bạn còn chần chờ gì nữa? Hãy tham gia Summoner Knight Dragon Blade thôi nào. Link tải game thì ở dưới phần bình luận và phần mô tả nhé. Dạ thưa sếp, hợp đồng đã được ghi hết rồi ạ. Được rồi, em làm rất là tốt. Cái hợp đồng này rất là quan trọng đối với công ty chúng ta. Nếu mà nó thành công thì tôi sẽ thăng chức cho cô. Dạ em cảm ơn sếp ạ. Ủa, tôi gà, em có làm ở công ty này hả? À, tôi ca, ngày xưa làm trưởng team ghê lắm mà sao giờ đi xin việc này là chết rồi. Tôi gà, anh không như người nghĩ đâu, anh là... Biện minh với trả biện chứng, ăn mặt bẩn như thế mà đòi đi xin việc bên công ty em à. À mà thôi, em cũng thương hại cho anh ấy. Anh cũng là một gọi là cho anh một cái chức là chức gì ta? À, chức dọn vệ sinh cho công ty em. Nghe nó cũng hợp lý đấy nha. Em hãy rút lại câu nói đó đi. Tại sao em phải rút lại lời nói nha? Mốt ý, mà đi xin việc ấy thì phải biết tôn trọng người khác, để người ta mà còn thương hại mà cho anh vô làm chứ. Khoan đã. Alo, em hãy hủy hết hợp đồng của công ty đó với công ty OBT mình nha. Hả? Cái gì? Anh là chủ tịch của công ty OPT á? Ha ha ha! Tôi chỉ giả vờ ăn mặc như nhân viên, chỉ để thử lòng cậu thôi. Nhưng mà chưa gì giấu mặt đã lòi đuôi, anh sẽ hết hợp đồng bên của em, và anh sẽ kèm thêm một câu: sống trên đời đừng bao giờ khinh thường người khác. Alo, có gì không em? Cái gì? Công ty mình bị hủy, ký kết hợp đồng 1 tỷ á. Cái công ty này ấy, chỉ là cái công ty con thôi. Còn cái công ty mà ký hợp đồng 1 tỷ đó mới chính là công ty mẹ. Nani? Suốt cuộc thì mèo vẫn hoàng mèo. Em cũng chỉ thử lòng manh mà thôi. À mà, để em nói cho anh nghe một câu: sống trên đời đừng bao giờ khinh thường người khác. Alo? Hả? Công ty mẹ mình bị phá sản á? Cái này quen quen quá ta. Thôi kệ. Cái công ty mà làm công ty mẹ của em phá sản, đó chính là công ty mẹ của công ty OBT. Không ngờ lá có hai mặt, xúc xắc có sáu mặt. Chỉ riêng con người là không thể đếm được bao nhiêu mặt mà thôi. Nói chung, anh cũng nói cho em biết, sống trên đời đừng bao giờ... Hai người thôi đi hết đi. Người này thử lòng người kia, đến người kia thử lòng người nọ. Hai người không biết cùng nhau giúp đỡ đi lên à. Im đi. Chuyện người lớn cũng chí vô. Alo. Cái gì? Công ty của mình bị phá sản. Hả? Công ty của mình bị mua lại á? Tôi tưởng sau khi tôi nói câu đó thì hai người sẽ giúp đỡ lẫn nhau chứ. Nhưng ngờ, à mà thôi, hai công ty lớn của hai người đều bị phá sản hết rồi à. Xin nữa là quên, đừng bao giờ khinh thường người khác. Alo, cái gì? Công ty lớn nhất Việt Nam của mình bị mua lại từ nước ngoài á?